Chính sách khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo theo quy định tại Điều 5 Nghị định 73/2023 của Chính phủ được áp dụng khi nội dung đề xuất đổi mới sáng tạo đáp ứng các điều kiện sau đây. Có khả năng tháo gỡ, giải quyết điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế chính sách chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương và giải quyết hiệu quả vấn đề được đề xuất. Vì lợi ích chung, đem lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị. Xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị khác. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin.